Trường Giang lên tiếng về việc chụp ảnh cưới với Nhã Phương. Trường Giang chia sẻ về một lễ cưới trong mơ trên bờ biển. Anh cũng tâm sự đời tôi chỉ cưới một lần. Chiều 16 tháng 5, Trường Giang tham dự buổi giới thiệu game show ca sĩ giấu mặt mùa thứ 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 16 tháng 5, trên mạng xã hội đưa tin Trường Giang và Nhã Phương đã chụp ảnh cưới tại Phú Quốc và hai người dự kiến tổ chức cưới bí mật vào ngày 25 tháng 5. Trước thông tin này, lần đầu tiên Trường Giang đưa ra phản hồi chính thức. Ai chụp, tấm ảnh trên mạng có thấy mặt tôi đâu, mặt ai đó nào phải Trường Giang, anh hài hước. Tuy nhiên anh cũng lấp lửng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là chuyện tự nhiên trong cuộc sống, đâu phải chuyện vui nào cũng cần kể với mọi người. Nói về sự đào hoa trong giới nghệ sĩ, Trường Giang khẳng định, ai nhiều lần cưới thì không biết, nhưng đời tôi chỉ một lần cưới thôi. Danh hài còn tiết lộ về hôn lễ dự định của mình. Tôi muốn một lễ cưới trên bờ biển, có thể quay clip hài hước, anh nói thêm. Anh hớm hỉnh khẳng định sẽ không mời bạn gái cũ dự tiệc cưới. Giây phút nhắn nhít sau đó của Trường Giang trước ống kính, lên tiếng về việc không ít nghệ sĩ hiện nay bị chỉ trích vì lời nói không phù hợp. Diễn viên Mười Khó cho rằng đó là một vài trong số hàng trăm nghệ sĩ. Trường Giang bên nam ca sĩ Ngọc Sơn đối diện với những ý kiến phê bình liên quan đến các game show trên truyền hình. Trường Giang khẳng định đây là động lực để ekip thay đổi về kịch bản, nội dung cũng như thiết kế sân khấu. Game show khen thì không được nhắc, nhưng chê thì thành hiệu ứng. Không ai muốn chương trình do mình thực hiện bị chê cả, vì thế chúng tôi chắc chắn sẽ cố gắng hơn, hoành tráng hơn về biên tập, ánh sáng sân khấu, Trường Giang nói. Đàm Vĩnh Hưng trẻ trung khi tham dự sự kiện, anh là ca sĩ khách mời trong mùa game show năm nay. Đàm Vĩnh Hưng từng được mời tham gia show các mùa trước, nhưng với ca sĩ giấu mặt mùa 3, anh đồng ý ngay lập tức vì Trường Giang. Chỉ với vài câu thuyết phục của đàn em thân thiết, Đàm Vĩnh Hưng hy vọng sẽ tạo ra điểm mới cho mùa show mới. MC Minh Xù đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại sự kiện. Anh tiết lộ bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn, mùa mới sẽ có sự tham gia của Bùi Anh Tuấn, Na Thanh Ly cùng nhiều tên tuổi khác. Ca sĩ giấu mặt mùa 3 sẽ lên sóng Đài Vĩnh Long từ cuối tháng 5 này. Trường Giang xác nhận cưới vào ngày 25 tháng 5. Tối qua 15 tháng 5, tiệc kỷ niệm tình tri kỷ của hai nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đã diễn ra tại một khách sạn ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Giữa tâm bão tin đồn đám cưới cách đây không lâu, Trường Giang và Nhã Phương tươi tắn, tay trong tay tham dự sự kiện. Khi được phóng viên yêu cầu bật mí đôi chút về đám cưới, nam diễn viên hài hóm hỉnh cho biết anh và Nhã Phương sẽ làm đám cưới vào ngày 25 tháng 5, nhưng vào năm nào thì chưa biết. Không những vậy, anh còn đùa, chừng nào Nô Phước Thịnh cưới thì đến tôi cưới. Sau đó chia sẻ cùng thanh niên, Mười Khó thừa nhận đã chụp ảnh cưới ở Phú Quốc và đám cưới sẽ được tổ chức ở biển. Tuy nhiên, anh từ chối tiết lộ thời điểm diễn ra hôn lễ. Ở tuổi 35, Trường Giang thừa nhận đã đủ già để tính chuyện hôn nhân. Trong đó, Nhã Phương cũng đã nấu ăn giỏi hơn rất nhiều để sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Cách đây không lâu, bạn gái Trường Giang, nữ diễn viên Nhã Phương làm dậy sóng mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh cô mặc váy cưới, đeo nhẫn ở ngón áp út và cho biết cảm thấy hồi hộp. Cùng lúc đó, cư dân mạng tiếp tục lan truyền bức ảnh cả Trường Giang và Nhã Phương diện trang phục cô dâu chú rể. Thông tin về đám cưới của cặp đôi nổi tiếng này bỗng trở thành tâm điểm bàn luận trên các mặt báo. Một người bạn thân của nữ diễn viên tuổi thanh xuân cho biết 20 tháng 5 là ngày đính hôn của cặp đôi. Ngoài Trường Giang, Nhã Phương, đêm tiệc còn chào đón một cặp đôi hot không kém là vợ chồng Harry Won và Trấn Thành. Sau những lùm xùm về việc bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng, hiện Trấn Thành đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và miệt mài đi diễn. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên cập nhật hình ảnh thân thiết bên Harry Won và giọng ca Anh Cứ Đi Đi cũng dành cho chồng những lời động viên để vượt qua sóng gió này. Dàn sao Việt nô nức dự đám cưới của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Các khách mời tự quy ước đây là đám cưới thực sự và liên tục trêu ghẹo hai nhân vật chính. Tối qua 15 tháng 5, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ tổ chức tiệc kỷ niệm 15 năm thân thiết với nhau tại một khách sạn 6 sao ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Không gian của buổi tiệc được trang trí sang trọng với tông màu đỏ chủ đạo và không kém phần xa hoa. Chính Hồ Ngọc Hà và nhà thiết kế Lý Quý Khánh đã tặng hai nam ca sĩ số hoa và tự tay nhà thiết kế Thiếu Gia trang trí buổi tiệc cho đàn anh. Hai nhân vật chính còn yêu cầu các khách mời diện trang phục trắng đen, nên các khách mời đều chọn những bộ cánh phù hợp để xuất hiện.
Dù ông Hoàng Nhật Việt và em trai Hoài Linh đã lên tiếng phủ nhận không phải đám cưới, nhưng các sao Việt dự tiệc đều ví von đây là hôn lễ và liên tục trêu ghẹo Mr. Đàm Dương Triệu Vũ trong sự kiện. Cặp đôi xuất hiện khá sớm ở sự kiện để đón khách. Với mối quan hệ rộng khắp, nhưng Đàm Vĩnh Hưng Dương Triệu Vũ chỉ mời 100 khách mời. Đến chúc mừng ngày đặc biệt Đàm Vĩnh Hưng Dương Triệu Vũ có sự tham gia của nhiều sao Việt như vợ chồng Cẩm Vân Khắc Triệu, vợ chồng Trấn Thành Harry Won, Trường Giang Nhã Phương, Xuân Lan Hồ Ngọc Hà, Vũ Hà Mai Hồ. Trường Giang Nhã Phương tình tứ không rời trong sự kiện, vợ chồng Harry Won Trấn Thành. Trấn Thành và Harry Won vui vẻ chuyện trò cùng Mai Hồ. Do có show diễn đã nhận lời trước đó nên Harry Won xin phép về trước và quay lại khi buổi tiệc gần kết thúc. Ba cặp đôi hot nhất showbiz hiếm hoi hội ngộ trong một khung hình. Hồ Ngọc Hà đi cùng Lý Quý Khánh, diễn viên La Quốc Hùng, Trịnh Thăng Bình chụp ảnh cùng các khách mời. Từ trái qua, Mai Hồ, La Quốc Hùng, Trần Huy Anh và Quốc Cường. Đòi khuyên Bảo Anh suy nghĩ lại chuyện đóng MV nóng, Hồ Quang Hiếu cũng nên xóa hẳn những hình ảnh kiểu này. Bảo Anh chắc cũng cảm thấy soi máu khi nhìn những hình ảnh này của Hồ Quang Hiếu. Mặc dù không chia sẻ quá nhiều chuyện tình cảm của mình với người hâm mộ, nhưng Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu luôn là cặp đôi nhận được rất nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ. Cả hai luôn tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Vừa qua, Bảo Anh đã cho ra mắt MV mới In The Night. Sản phẩm âm nhạc của cô nàng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo công chúng bởi những hình ảnh nóng bỏng giữa Bảo Anh và bạn diễn nam. Không sợ Hồ Quang Hiếu ghen, Bảo Anh vô tư diễn cảnh cực nóng với Hữu Vi. Thậm chí Bảo Anh còn chưa cho Hồ Quang Hiếu xem MV siêu gợi cảm này của mình. Trong cuộc phỏng vấn với trang báo mới đây, khi được hỏi có khó chịu khi thấy Bảo Anh đóng rất nhiều cảnh nóng bỏng gợi cảm với bạn diễn, Hồ Quang Hiếu đã khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên với câu trả lời rằng: "Tôi không có ý kiến gì về chuyện đó, vì đã là công việc thì phải chấp nhận, nhất là trong ngành nghệ thuật. Bản thân tôi đến giờ vẫn chưa xem MV đó vì không thích, mà chỉ đọc lén những bình luận trên mạng xã hội." Tuy nhiên, nam ca sĩ lại có ý định muốn khuyên Bảo Anh suy nghĩ lại chuyện đóng MV nóng. Sắp tới, nếu Bảo Anh tiếp tục cho ra mắt những sản phẩm giống như In The Night để theo đuổi hình tượng gợi cảm thì tôi cũng đành chấp nhận. Vì đó là công việc và vì Bảo Anh vẫn còn phải phấn đấu nhiều cho sự nghiệp. Sau này khi tình cảm khăng khít hơn, có thể tôi sẽ khuyên Bảo Anh suy nghĩ lại. Mặc dù muốn ngăn bạn gái đóng MV có nhiều cảnh nhạy cảm với bạn diễn nam, nhưng trước đó Hồ Quang Hiếu nên xóa ngay lập tức những hình ảnh này nếu không muốn Bảo Anh có bằng chứng để phản bác lại mình. Nam ca sĩ cũng đâu hề kém cạnh bạn gái khi vô tư diễn những cảnh tình cảm với bạn diễn nữ trong MV của anh chàng, thậm chí còn không ngần ngại có màn khóa bôi nóng bỏng. Hay những hình ảnh Hồ Quang Hiếu chụp bán nuôi với người yêu cũ như thế này đây. Khi những hình ảnh này của Hồ Quang Hiếu, liệu Bảo Anh có cảm thấy soi máu và muốn cấm y như những gì mà nam ca sĩ muốn khuyên mình? Ngọc Lan Thanh Bình hạnh phúc bên con trai, gia đình cặp diễn viên thực hiện bộ ảnh chung với những khoảnh khắc rất đời thường. Những ngày qua, gia đình Ngọc Lan Thanh Bình gây chú ý với một số hình ảnh và clip hậu trường ghi lại buổi chụp ảnh. Mới đây, ekip thực hiện đã chia sẻ bộ ảnh đến với khán giả. Loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cặp vợ chồng diễn viên cùng con trai đầu lòng. Người xem có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vui sướng của cặp đôi thông qua từng ánh mắt cử chỉ họ dành cho nhau cũng như cho con trai bé bỏng. Cuộc sống của Ngọc Lan thay đổi đáng kể từ khi có con. Giờ cô đi đâu làm gì cũng mong nhanh về với nhóc tì. Cô tâm sự, nhiều lúc chỉ muốn nằm nhà ôm và ngắm con, chẳng còn muốn làm gì khác. Tuy nhiên, vì khán giả quá mong chờ Ngọc Lan trở lại nên cô đang tích cực giảm cân để sớm lấy lại vóc dáng. Quá trình tập luyện và ăn kiêng của nữ diễn viên gặp không ít khó khăn vì cô đang cho con bú, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Tuy tạm dừng hoạt động nghệ thuật để chăm lo cho tổ ấm, nhưng khoảng thời gian này, Ngọc Lan vẫn xuất hiện và có vai diễn ấn tượng trong bộ phim Mặt nạ tình yêu phát sóng trên đài truyền hình Vĩnh Long. Trong gia đình, Ngọc Lan nhường cho chồng tắm rửa cắt móng tay cho bé Phôi. Nữ diễn viên thừa nhận cô hay suy nghĩ nên sợ bị rối trí rồi tay chân luống cuống ảnh hưởng đến con trai. Thanh Bình tỏ ra là một ông bố đảm đang yêu vợ và thương con.